Xin chào quý ông bà, cô chú, quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Thất Sơn Dạng Điều Hay. Mùa nước nổi luôn là cảm hứng của rất nhiều người. Và hôm nay thì mình cùng với Tí Tuốt và anh Huy cùng với bạn Thoại đi tìm bông súng trắng mọi người. Hiện tại thì tụi mình vẫn chưa tìm được bông súng trắng luôn, nhưng tìm được một cái khung cảnh rất là tuyệt vời luôn. Và đó là lý do mà hôm nay mình cung cấp cho mọi người xem những hình ảnh rất tuyệt vời trong cái buổi tìm kiếm ngày hôm nay của tụi mình. Mời mọi người xem tiếp trong phần tiếp theo của video nha. Nghĩa là ở đây là xung quanh đây là nghĩa là nhà chú cất ở trên đất của chú luôn hả? Dạ. Mà đất này là đất ruộng hả chú? Thường là làm ruộng ha. Mỗi năm thì nó đâu có ngập tới đây hả chú? Dạ. Chỉ có năm nay là bắt đầu nước giờ này là lên lớn ha. Mà nó lớn hơn so với mỗi năm là khoảng mấy thước chú? Mấy tấc này ha, nhưng mà năm ngoái là không có mắc mé vô phải không? Nó chỉ ở ngoài đâu phải không? Mùa nước nổi thì cái việc tìm ra bông súng trắng ở tỉnh biên này thì nó cũng tùy theo mọi người, tùy theo năm. Có năm nó có súng trắng, nhưng mà có năm thì cũng không có súng trắng. Năm ngoái thì súng trắng nó mọc rất là nhiều ở ngoài rừng tràm Trà Sư, nhưng năm nay thì không có. Và bây giờ thì mấy anh em quyết định là sẽ đi tìm bông súng trắng xem coi có ở khu vực nào ở xung quanh đây, trên những cái cánh đồng ngập nước vào mùa nước nổi của năm nay thì có súng trắng hay không. Thì tụi mình cũng hẹn nhau là cùng với Tí Tuốt nè, cùng với Thoại nè, cũng như là anh Huy, để mà cùng đi tìm súng trắng ở trên đồng ngập nước ở khu vực gần đây. Và nhà Tí Tuốt thì rất là thuận lợi luôn mọi người, là ở rất là gần rừng tràm Trà Sư, và đặc biệt là ở những cái khu vực xung quanh rừng tràm này thì cảnh nó rất là đẹp luôn. Nên là tụi mình quyết định là bạn Tí Tuốt sẽ mượn chiếc xuồng để mà chở tụi mình đi một vòng hết ở trên những cánh đồng ngập nước để mà tìm bông súng trắng. Hiện tại thì mình đi vô trong nhà, mọi người thông cảm nha, do nhà của Tí Tuốt có nuôi chó, chó nó sủa thì có thể gây ảnh hưởng tiếng ồn ở đây. Thì khung cảnh ở nhà bạn Tí Tuốt nè mọi người rất là đẹp luôn, rất là rộng rãi, rất là quang đãng luôn. Mình đã vào đây dựng xe trước ở đây rồi, nhưng mà đi ra phía trước để mà quay cho mọi người thấy xe. Đó. Ở đây có một cái góc rất là đẹp nha mọi người. Ngay đây nè. Đó. Chỗ này rất là đẹp. Nhưng mà điều đặc biệt hơn nữa là ở phía sau nữa mọi người. Hôm rày thì Tí Tuốt có làm thêm một cái chòi ở phía sau mà mình chưa có đi, để mình đi qua phía bên đây. Đi vô đây cho mọi người thấy. À, nhà ở quê thì nó rộng như vậy đó. À, rất là rộng luôn. Đó, có cái nhà. Cái nhà nhỏ như thế này. Đó, cái chòi. Đây có mấy anh em. Ở đây hồi nhỏ rất là đẹp. Để bữa nào mình review cái chòi này cho mọi người nha. Đó. Đó. Rồi mình sẽ đi ra cho ngược đây. Đó. Đó. Đây, Thoại tỉnh biên nha mọi người. Cái gì nữa? Thôi đừng không dấn em cái. Tí Tuốt nè. We'll be right back.
Được rồi. Đằng kia nó nắng. Được rồi, đi. Ê, tính chuột ra, tính chuột ra. Tính chuột ra, tính chuột ra. Nó mở ra. Mấy anh em hẹn nhau là đi tìm bông súng trắng mọi người, do là năm nay là ở rừng tràm không còn cái bông súng trắng nữa, mà bây giờ phải núp lại ngay chỗ cái cây cà na này cho nó mát đó, để mà chờ cho anh Huy ảnh đang bay cái con live cam, đang ảnh chụp cái nhà đằng kia rất là đẹp luôn, cái nhà rất là đẹp. Chừng nào anh bay xong anh cho em xin cái clip nhỏ nghe anh Huy, đang em giới thiệu khán giả hả. À, giờ anh đang chờ cái chú chủ nhà đi vô trong nhà lấy đồ đi ra để mà ảnh chụp, rất là đẹp luôn mọi người. Cái may mắn khi đến cái chỗ này rất đẹp, nắng đang cũng rất là đẹp luôn. Bây giờ anh Quyên không muốn bỏ lỡ cái cơ hội này, thả chim ở trên đó mà không biết nó đủ biết không. Tài xế này kia là phụ lái đó, thoại tỉnh biên. Đây, tài xế tí tuốt nè, tài xế xịn. Chuyên lãnh các tour du lịch gì đó chứ. Tour du lịch mùa nước nổi. Photo tour. Anh tuốt phụ trách photo tour. Chưa cái đầu. Lãnh nhiều mà ăn hết rồi, toàn là mượn đồ ta không à. Hôm nay là trên hành trình đi tìm súng mà không thấy súng rồi. Đi ra đây gặp chính cái nhà giữa đồng quá đẹp, đang bay live cam mình chụp cái cảnh nhà giữa cái đồng lũ mênh mông. À, có ông bác ông đang lui cui ở trong nhà, chắc là chèo chống gì đó. Bây giờ mình xuống live cam mình xuống, đợi ông đợi bác đi ra mình chờ chụp tiếp. Nè thôi. Má lại hỏi. Chảy đắng, cái đắng đề máy chảy nè. Thời điểm bây giờ là đang rất là ok luôn, nhưng mà đang nôn nóng cho ông chú ra một tiếng chèo máy lại đắng luôn, liên hệ chú luôn. Hối chú lẹ lẹ chú ơi. Mỗi năm là nó bây giờ nó ngập tới đây không chú? Không. Không phải không? Ừ. Là chỉ có năm nay nó mới ngập vậy ha. Năm nay. Chú ở đây có mình hả? Ừ. Có mình luôn, không có con cái gì luôn. Con sáng nó ra chút có gì à? Mà nhà ở đâu, nhà ngoài đó hả chú? Cũng vòi. Ngoài vòi ha, còn chỉ có mình nên chú ở đây luôn. Ừ. Không có vợ luôn hả chú? Không, vợ mà mất lâu. Dạ, vậy là ở đây mình nên luôn. Rồi đợt cái ta ở đây từ nhỏ ra đây mở ruộng rồi ở mần luôn, ta biếu bỏ này kia, ta không bỏ đâu. Dạ. Yeah. Mới bỏ đi lập cái cơ khác mận gì. Dạ. Yeah. Cách mạng đó rồi đòi lấy đất xạ rồi ta không chịu. Dạ. Yeah. Nghĩa là đất ở chú ở đây là nhiều không? Nhiều ở đây rồi, mận đây rồi gạt trống cho từ đây trống cho con chốt chốt cái thói. Nghĩa là ở đây là xung quanh đây là nghĩa là nhà chú cất ở trên đất của chú luôn hả? Ờ, trên đất tao ở đây thẳng ngoài hả? Dạ. Mà đất này là đất ruộng không chú? Đất thường là mình làm ruộng ha. Ừ. Mà mỗi năm thì nó đâu có ngập tới đây hả chú? Đâu có. Ờ. Đó nó gửi đồ đây còn ở đây nhiều năm rồi. Dạ. Vậy là chỉ có năm nay là bắt đầu nước giờ này là lên lớn ha. Ừ. Mà nó lớn hơn so với mọi năm là khoảng mấy thước chú? Cái này lớn hơn cũng mấy tấc. Mấy tấc rồi ha, nhưng mà năm ngoái là nó không có mắc mé vô phải không? Nó chỉ ở ngoài đâu phải không? Ờ. Dạ. Lớn 2 tấc.
Thoại, anh Huy với Tý đang ngồi đây chờ nè, chờ để chụp hình cho chú. Giờ là nhờ chú chèo chiếc xuồng lên cho anh Huy vẫn chụp hình chút xíu cho giới thiệu cảnh đẹp ở nhà chú. Căn nhà nằm giữa đồng mà bị ngập giữa cái mùa nước nổi này năm nay. Đó, chú lên ghe. Ông cặp vô cái dạm đi. Giờ mấy anh em chèo chở ngược ra để mà chuẩn bị chụp hình chú cho anh Huy chụp. Mọi người nhìn thấy một căn nhà rất là đặc biệt luôn mọi người ơi. Hết sức là đặc biệt luôn. Nhà rất đặc biệt luôn. Giờ chèo ra. Đi vòng giờ ghe bị mắc cạn rồi. Thôi đang đẩy ghe ra. Hoàn thành chuyến hành trình rồi mọi người, nhưng mà không có bông súng. Nhưng mà anh Huy là bữa nay là chắc giả đi tìm bông súng thì báo với anh em rằng là thất bại đó, không tìm cái chỗ nào là có bông súng cả. Nhưng mà anh Huy là có ảnh đẹp, không có bông súng nhưng mà lại có ảnh đẹp đó mọi người, vô tình lụm được cái bí kíp. Xin chào. Buổi đi tìm súng trắng hôm nay của nhóm cũng đã kết thúc, nhưng mà kết quả thì không có như mong đợi, mặc dù cũng có những cái điều bất ngờ, những khung cảnh đẹp. Thì mọi người thấy là hôm nay là đi tìm cái bông súng trắng thì nhờ có Tí Tút để dẫn đường đi ở trên những cánh đồng ngập nước ở khu vực xung quanh rừng tràm Trà Sư này mọi người. Thì nếu như mọi người có nhu cầu về tỉnh Biên để mà trải nghiệm mùa nước nổi, cũng như là để muốn đi một vòng ngắm cái cảnh mùa nước nổi ở khu vực tỉnh Biên này, thì mọi người có thể liên hệ với bạn Tí Tút nha mọi người. Đọc số điện thoại cho mọi người biết. Để có gì mọi người liên hệ luôn. Số điện thoại là 0375821633. Đó, mọi người liên hệ số đó để mà bạn Tí Tút có thể dẫn mọi người đi vào những cái thời điểm ở mùa nước nổi này. Và video của mình tới đây là kết thúc. Rất cảm ơn quý bà, cô chú, quý anh chị đã tin yêu và theo dõi kênh tới thời điểm này. Xin gửi đến mọi người là chúc sức khỏe, bình an và nhiều may mắn. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của kênh nha.